Hello, xin chào cô chú anh chị. Mọi người ơi, tuần lễ này là tuần lễ Noel ở Mỹ nè. Ở nhà của Anna cũng trang trí cây Noel đẹp hơn mọi người. Cuối năm rồi, mình đi làm hãng xưởng á, thì cuối năm hay có bonus, có tiền thưởng. Nhưng mà tùy theo hãng nha. Như hãng của Anna cho tiền thưởng có mấy chục đồng à. Còn tiền thưởng của ông xã của Anna thì nhiều hơn. Nhưng mà cái phần tiền thưởng thì Anna xin phép là không có nói ra. Chị mình chỉ khoe với mọi người cho vui về mấy cái gift card này thôi. Hãng của ông xã Anna chơi bốc thăm á, họ để tiền mặt với lại mấy cái thẻ này trong cái thùng á, rồi họ đi vòng vòng cho nhân viên thọt tay vô bốc ra, mà đi nhiều nhiều tour nha, chứ không phải một tour, cho nên mỗi một lần bốc được một món Mỗi lần có một món. là bao nhiêu đây nè. Bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem nha, coi ở Mỹ này có cô chú anh chị nào đi làm hãng mà cuối năm được bao nhiêu gift card này không nha mọi người. Cái này á là không biết bao nhiêu tiền trong đây, nhưng mà cái này á là nó để là Chick-fil-A, là cái tiệm gà rán á, tiệm gà rán tên là Chick-fil-A. Thì ở đây nè, mình sẽ cào ở đây nè, bây giờ mình cào luôn nha. Cào cứ lấy số pin thôi à. Còn cái này là Mình lấy số pin mình mới của hãng em cho nên không biết. của cái này là từ hãng của mình, manager mình đi tặng cho mỗi người một túi quà, trong đây có bánh kẹo với lại một cái gift Em card. review cái của em trước đi. Cái bánh kẹo này là về cho mấy đứa nhỏ nó ăn thôi. Là cái nào trước đưa trước ha. Cheesecake Factory. Cái gift card này của cái shop bánh kem, không phải bánh kem, bánh gì, bánh cheesecake. Cái này của cái tiệm Cheesecake Factory. Trong đây nó có bán Cái cheesecake shop rồi nó có bán bán mấy bánh cái khác nữa. cheesecake của Mỹ mà cái giá trị là bao nhiêu? 100 đồng. 100 đồng. Rồi. Target. Cái này gift card của Target. Đây, ở đây giá trị để 100 đồng nè mọi 100 người. đồng. Rồi. Cái này là Đổ xăng. cái quick trip, là cây xăng tên quick trip được 25 đồng gift card. Này Home Depot này là mấy ông ở Mỹ là rành lắm nè, sửa nhà sửa cửa nâng cấp giường tược rồi đó đó, 50 đồng gift card nha. Rồi Red Lobster, nhà hàng seafood của Mỹ, 50 đồng, nhiều quá. Nãy gì donut, người Mỹ á, buổi sáng họ họ hay ăn donut với uống cà phê lắm nha. Mấy người mà làm chung anh họ nói cái tiệm Krispy Kreme này Ừ. là ngon hơn Dunkin' Donuts. Ừ. Nó Nhưng mà họ cũng bán bánh donut trong đó phải nhưng không? Rồi mà cà phê. nó bán cái chất lượng ngon hơn. 25 đồng. Rồi cái này là Zaxby. Zaxby là tiệm fast food. Tiệm bán đồ ăn ăn fast food của Mỹ cũng 25 đồng. Quá chừng luôn. Rồi đó, ngoài cái phần này ra là có thêm phần tiền mặt nữa. Tại vì bốc thăm ở trong thùng á, bốc ra mấy mấy lượt đầu ông xã mình bốc được tiền mặt nhiều lắm đó. Còn cái phần này là phần gift card đó, khoe với mọi người cho cô chú anh chị xem. Ở Mỹ mà đi làm hãng xưởng có nhiều hãng lớn cuối năm cho có 25 đồng bạc à, chứ không có cho nhiều Ngày giống như hãng mai này thứ bảy chở gia đình đi xài. đó. Đi làm hãng xưởng mà cuối năm á, cái tiền thưởng á, không vui bằng những cái thẻ quà tặng này nè cô chú anh chị. Ngày mai là ngày thứ bảy, gia đình của mình được nghỉ làm, nghỉ học, con cái nghỉ học hết. Gia đình mình sẽ đi shopping, rồi xài những cái thẻ này đi ăn, đi uống, đi shopping, đi mua sắm. Vui lắm mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một đêm thứ sáu thật là vui vẻ. Và sẵn đây còn 2-3 ngày nữa tới lễ Noel rồi. Anna xin chúc cô chú anh chị có một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm bên gia đình và người thân nghe. Good night mọi Một người. Bye năm mới. bye.